đã được trồng hàng ngàn năm, hẹ tây xoàn xỉn xuyên được nhắc đến trong văn học và lịch sử Hy Lạp. Tính linh hoạt của loại rau khiến nó trở nên phổ biến, hẹ có thể thêm vào salad hoặc làm thành dưa muối. Lợi ích sức khỏe của hẹ tây. 1. Tăng cường tuần hoàn máu. Giàu sắt, đồng và kali, việc tiêu thụ hẹ giúp kích thích sự tạo ra của tế bào hồng cầu. Điều này dẫn đến việc cải thiện tác dụng tuần hoàn máu của cơ thể, dịch chuyển nhiều oxy hơn đến những cơ quan cần thiết trong cơ thể, tăng mạnh năng lượng cũng như tăng mạnh sự tạo ra của tế bào. 2. Kiểm soát cholesterol. Hẹ tây chứa một hợp chất tên là allicin, chất hỗ trợ kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể bằng cách tạo ra enzyme reductase tạo ra trong gan. 3. Tăng cường sức khỏe tim mạch. Như đã nói ở trên, hẹ giàu allicin và do đó giúp kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể. Đặc tính này hỗ trợ tăng mạnh sức khỏe tim mạch do lượng cholesterol thấp có thể ngăn ngừa chứng xơ giữa động mạch, bệnh tim mạch dành, đau tim và chợt quỵ. 4. Giảm huyết áp cao. Chứa lượng kali và allicin dồi dào, sự kết hợp giữa hai chất này hoạt động như một loại thuốc giãn mạch, thúc đẩy sự giải phóng của oxit nitric trong cơ thể, chất tác động trực tiếp đến huyết áp cao. Kali giúp thư giãn các thành mạch máu và thúc đẩy lưu lượng máu tự do. 5. Hỗ trợ tiểu đường. Alin và alin disulfide là hai hợp chất hóa học tìm thấy trong hẹ có đặc tính chống tiểu đường. Những hợp chất này giúp kiểm soát và điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể. 6. Tăng cường tác dụng não. Acid gamma-aminobutyric có trong hẹ tây là một chất dẫn truyền thần kinh hồn cần thiết có tác động trực tiếp đến việc thư giãn của não. Ngoài ra, các khoáng chất và vitamin trong hẹ tây, bao gồm pyridoxine có tác dụng tương tự, làm thư giãn hệ thần kinh hồn và giảm căng thẳng. 7. Duy trì mật độ xương. Hẹ giàu canxi, từ đó không chỉ tốt để duy trì sức khỏe của xương mà còn giúp tăng mật độ trong xương. Tiêu thụ hẹ tây xoàn xỉn xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe của xương. Nguồn: Bunkie.